À, tiết kiệm 50% pin, dám ghi lên thùng luôn hả? Máy gì đây? Bê tông S Funro DCD 26 à? Nói không có tin, thấy mới tin. Bây giờ đi test anh em nhé. Rồi, pin đang đầy 20/7 anh em ha. Khoan trên khối bê tông anh em ha. Và mũi khoan là mũi 10, khoan sâu ngập 7 cm, đúng như những gì mà hãng công bố. Rồi, tâm thì cứ làm, đồng hồ thì cứ chạy, anh em mình sẽ trò chuyện qua một cái kiểu khác. Thị trường máy móc anh em thấy bây giờ nó sôi động lắm đúng không? Nếu như mà cách đây khoảng 4 năm thì để anh em đi tìm những chiếc máy khoan 3 chức năng giống như vậy á, mà có khả năng làm được những cái việc như thế này, lúc đó bản thân pin nó cũng không có để mà làm nữa. Lúc đó thì pin nó còn kém lắm. Còn anh em muốn xài những cái này thì những cái nhóm thợ nhỏ lẻ, gia đình hoặc là thợ làm việc độc lập á, thì phải mua, phải đầu tư những cái hãng rất là mắc tiền, ví dụ như Makita, Dewar hay là Milwaukee. Thì thậm chí một tháng lương mình có thể mua bước luôn một tháng lương, có khi không đủ. Thì có cầu thì ắt sẽ có cung đó. Thì các hãng Trung Quốc họ bắt đầu họ lấn sân vào Việt Nam, đơn cử như là cái đơn vị đầu tiên mà làm bài bản và cũng nổi trội tới giờ phút này, đó là Decton đó. Thì trong năm 2023, 2024 trở lại đây thì bắt đầu xuất hiện thêm Advanro này. Advanro này là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc anh em. Nói chung là Trung Quốc 100% á. Đó. Thì họ cũng ra, nhưng mà họ ra sao? Thế thì bắt buộc họ phải có cái gì? Họ phải có những sức mạnh riêng biệt của họ. Đầu tiên là giá cả họ cũng có thể phải cạnh tranh được. Cái thứ nhì nữa là cái chất lượng hậu mãi, dịch vụ sau bán hàng của họ cũng phải tốt. Và cái thứ ba nữa là họ phải đặt cái công ty và trụ sở ở Việt Nam. Đó. Thì như vậy sẽ đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng hơn. Và giá cả của họ cũng sẽ tiệm cận bằng hoặc là giá nhỉnh hơn chút đỉnh. Nhưng loanh quanh nó gọi là tiệm cận với nhau. Đó. Thì mình có làm cái sản phẩm này. Mình làm được cũng bây giờ cũng gần một năm rồi. Thì qua một thời gian sử dụng á, thì mình cũng đánh giá khá là cao về các cái dòng sản phẩm của Advanro này. Mình test toàn là thực chiến và thực tế không. Tại vì đây là những cái trong khả năng mình có thể làm được. Và đa số quý khán giả cũng như quý anh em khách hàng của mình đều thích cái cách test này của mình. Cái ấn tượng mà khá lớn của mình về sản phẩm này á, ngoài cái tính năng á, nó không có gì nổi trội hết. Nhưng mà được cái này, nó rất hết hao pin rồi nè. Đơn cử là cái bộ máy khoan 3 chức năng 160 của họ đó, DCD13A đó. Mình làm một hơi rút lõi 6 lỗ liên tục không nghỉ với một pin 8 chấm. Thì bài test nó thật sự nó mà nói nó rất là nặng. Những cái máy mà yếu yếu để một phát một có khi là cháy cái mạch. Tại vì cục pin của mình là cũng khá nhiều anh em đánh giá khá cao về cái dung lượng cũng như về cái dòng xả cũng như về độ bền đó. Với những cái sản phẩm mang dòng cao như vậy mà những cái pin yếu yếu vô là nó dứt ngay, có thể làm hẹo luôn cả pin đó. Thì mình ấn tượng Advanro này nhất là cái khả năng ít hao pin, thứ hai cũng khá là êm, và thứ ba là cái dịch vụ bảo hành. Cái số lần bảo hành của họ cũng khá là cao trong cái phân khúc các cái sản phẩm giá tương đương hiện tại. Như sản phẩm anh em đang xem trong clip, thân máy này bảo hành lên tới 12 tháng anh em. Đó, mình chia sẻ nãy giờ như vậy thì mình chỉ có duy nhất một cách thôi, đó là cách test sự thật thôi. Anh em yêu cầu khoan bao nhiêu lỗ thì mình khoan thôi. Thường là anh em khoan sâu 7 phân này là dư sức đóng con tắc kê đúng không? Đó, và mình test thử hôm nay với một cục pin 5 chấm sử dụng cell Sony và shop 8811 của mình và cộng lắp ráp thì sẽ khoan được bao nhiêu lỗ. Thì video nó chứng minh bằng một cái hành động rõ ràng. Mình không có cắt ghép hay là gì hết, mà mình yêu cầu bạn Tâm, bạn nhân viên kỹ thuật của mình khoan direct, khoan trực tiếp. Dựa trên những cái lời góp ý của anh em là không được nghỉ một phút nào, không được buông tay, làm một hơi, dễ mới tính. Đó, thì mình đã làm. Và anh em đang thấy trong video rất là rõ ràng đúng không? Đó, thì anh em thấy ha, không phải test xong như thế này là xong đâu. Mình còn phải bán hàng ra và nghiệm thu từ khách hàng của mình nữa. Đó, cái máy này nó có một cái lỗi là nó hay bị kẹt mũi. Thì cái lỗi này nó rất đơn giản với mình, thì mình cũng đã fix xong rồi. Chút xíu nữa khúc cuối video mình sẽ nói rõ ràng. Và cái hôm nay mình muốn test như vậy để cho các anh em sắp sửa vô mùa làm việc nè, mùa sửa chữa cuối năm nè, anh em điện lạnh nè, hoặc là anh em trả điện nước, hoặc là những người đi qua dùng gia đình có cái nhìn phong phú hơn về sản phẩm này. Và hôm nay mình kết hợp được với hãng ra một cái điều giá rất là tốt anh em. Đó, nãy giờ là không biết bao nhiêu lỗ rồi, nhưng mà lên quanh mình nghĩ cũng đã trên 70-80 rồi đó. Thôi cứ để Tâm khoan đi rồi anh em mình sẽ cùng đếm ha. Ở đây khoan tới đây rồi, 10 phút mấy rồi đó nè. Rồi hết rồi kìa.
Đấy, rút hẳn cái pin ra. Rồi, không còn một miếng nào luôn. Đó, sạch sẽ luôn anh em ha, cạn kiệt pin. Giờ mình đếm coi. Mỗi hoàng là 10, 8 lần 10 là 80. Đấy, 82 lỗ anh em. 82 lỗ với một cái khối bê tông dày 15 cm. Bê tông này có đá ha, và mình đổ rất là dày ha. Cái này mình dùng để test rút lõi đó nè, anh em nhìn kìa. Rất là ấn tượng đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi test sâu hơn về chiếc máy. Rồi, ha. Anh em, đó, ngoài đó nó nắng quá, rồi mình đem vô trong nhà, mình đo lại một lần nữa ha. Thường là những cái máy sau mình khoan xong á, nó nóng hay không thì anh em sẽ đo nhiệt độ lại một lần, anh em mới biết. Thì trong đây nó rõ nè, giống như ví dụ nè, mình bấm đồng hồ anh em nhìn rất rõ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xẻ vào hai phần quan trọng của máy, đó là phần cơ khí. Đây. Nếu mà xét về phương diện của người thợ thì cầm vẫn cầm nóng ok anh em thấy không? Không hề nóng. Thì đây là cái phần anh em thợ cầm. Và đây chính là cái phần nhông, phần cơ khí của nó chịu ở đây. Thì cái phần nhựa này nó thoát nhiệt ok, thành ra nó sẽ đỡ phần nào cho chúng ta rất nhiều. Đó, từng phần một máy vẫn còn hoạt động rất là ok. Đo nhiệt độ. Anh em thấy chính xác không? 60 độ. Thì thật sự mà nói thì mình khá ấn tượng với cái máy này. Bởi vì không ai làm khùng làm điên như mình hết á. Nhưng mà để test cho anh em coi, và một số anh em yêu cầu á là test direct thì không được phép dừng, thì mình làm luôn bữa nay, không ngừng nghỉ một miếng nào anh em thấy không. Đó, nhiệt độ máy 60 độ C ở cái phần cơ khí là bình thường. Còn đây nhiệt độ động cơ phần mạch đây 43 độ thôi. Đó, như vậy anh em nhìn mới rất là rõ đúng không? Đây nè, mình đang xỉ thẳng vào cái từ luôn anh em, 43 độ không thay đổi. Đó là xong cái phần máy này anh em ha. Tiếp quả pin, anh em sợ ở ngoài anh em cảm giác nó ấm ấm thì đây 43 độ C cục pin. Cái lý do mà người ta lựa chọn xe Sony á, nó cũng có lý do, và tất cả các hãng lớn đa số họ đều dùng xe Sony là như vậy, rất là lầy trâu. Và sau khi dùng như thế này đó, thì quả pin nó cạn là nó cạn đều luôn. Thời gian sử dụng của một chiếc máy mà gọi là hành xác như thế này thì quá ok đúng không nè. Và đây là trong cái set combo của chúng ta đó nè, một máy, một pin 5A đổi xe Sony và một cái sạc full luôn cả ba ly, 2.390.000 đồng. Thì anh em khá ấn tượng với nó đúng không? 82 lỗ liên tục. Thì nếu anh em khoan có quản nghỉ, khoan 4 con tắc kê, đóng 4 con tắc kê, khoan 4 lỗ, đóng 4 con tắc kê xong, sau đó anh em đi làm, thì cái số lượng nó lên tới 100 cho tới 120 là bình thường anh em ha. Và một cái điều ấn tượng nữa mà mình khá thích ở hãng này, và điều này là mình nói thường xuyên, khi mình rảnh rảnh mình đọc những cái hướng dẫn sử dụng bài bản như thế này, đây là một cái điều hiếm hoi cho các cái sản phẩm đến từ Trung Quốc anh em ha. Đây, anh em ghi mã số của họ. Cái ấn tượng của mình nằm ở đây, anh em thấy không? Đây, pin 4A, pin 6A, pin 8A. Thì đây là những cái pin chính hãng. Còn mình là mình sử dụng cái pin của số mình xe Sony. Thì hãng họ công bố pin 4 chấm nè, khoan với mũi 10 đó là sẽ được 72 mũi. Mà mình không biết là họ khoan bê tông hay khoan được gạch. Còn mình ở Việt Nam thì đa số anh em đụng khoan bê tông, thì mình phải thử trên bê tông. Thì đây, cái này vượt hãng chút xíu, vượt được 10 lỗ. Nói chung là thực tế được, như vậy là khá ok. Còn hãng người ta dám công bố như vậy thì họ cũng đã nghiên cứu khá là kỹ. Đây là cái điều mình ấn tượng với là cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu Phu Đồ nha anh em. Đó. Còn đây là các cái phần hướng dẫn. Nhưng mà cái này là mình thấy đầu tiên, thật sự mà nói, lần đầu tiên mới thấy được những cái kiểu mà người ta đề co trên một cái catalog như vậy luôn. Ngoài ra những cái này thì nó là cấu trúc của máy. À, còn một phần quan trọng nữa là anh em hay gặp tình trạng kẹt mũi đúng không? Khi anh em khoan vài chục lỗ thì cái này mình sẽ làm cho anh em coi. Cái này là mình đã fix toàn bộ lỗ này rồi anh em ha. Không còn cái hiện tượng kẹt mũi nữa này. Đây. Ngon lành rồi, hết rồi, không bị nữa đâu anh em ha. Nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Và nếu như có một số trường hợp anh em nào mua rồi đã bị, thì hãy liên hệ với người bán cho mình, hoặc anh em mua tại shop của Thạch thì có thể liên hệ Thạch. Thạch sẽ fix hoàn toàn cái lỗi đó cho anh em và hoàn toàn miễn phí cho anh em ha. Đó, mình vừa mới làm xong cái phần máy, bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào phút cuối video là công bố một lần nữa chi tiết về máy này cũng như giá bán anh em ha. Và đây chính là set combo của chúng ta này nè. Một máy, một pin 5A xe Sony, một sạc và một cái vali như thế này. Đó, 2.390.000 đồng. Anh em lưu ý kỹ ha, bảo hành thân máy 12 tháng, pin sạc bảo hành 6 tháng cho anh em, hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Lỗi kẹt mũi đã được fix 100% rồi. Hy vọng video vừa rồi sẽ cho anh em rất nhiều thông tin bổ ích để chúng ta có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp vào cái dịp cuối năm này, khi bắt đầu đi vào phục vụ lại các công trình xây dựng anh em ha. Rồi, mình là Thạch, chủ shop 8811, cũng là chủ kênh 8811. Xin trân trọng kính chào anh em. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em đã xem video.